Đại sư Liên Trì ngài nói Quý vị muốn làm người con Mà báo hiếu Rốt ráo Gọi là đại hiếu thế gian không Muốn làm cái việc đại hiếu thế gian không Đại sư Liên Trì ngài hỏi Thì người hỏi ngài làm cách nào Ngài nói Niệm có Phật hiệu này đến cùng Và làm sao Mà cha mẹ được nghe có vật hiệu này những đức nói rằng quý vị chỉ cần ở trong chùa kiên trì lâu dài mà một ngôi chùa chuyên niệm Phật thì nhất định người thân và cha mẹ quý vị nhất định sẽ vô chùa. Chắc chắn 100%. Những đức nói một số cô hồi xưa mà đi vòng vòng đi làm rồi đi vòng vòng cũng biết Phật pháp. Bây giờ ở trong chùa gì mà họ không chịu nhận thức? Bây giờ họ ở trong chùa mỗi lần mà người thân vô chùa là người ta gặp những đức ta nói là rồi con bây giờ con thấy nó tu vậy con yên tâm Lúc trước con lo gì đâu Nó đi chỗ này chỗ kia Con không an tâm Bây giờ con đến đây con thấy Cái cơ ngơ gì sống gì Đông người cùng tu gì con thấy Nó cũng mập mạp sáng sủa Con mừng vô cùng Có nghĩa là trước nhất là cái sự tu của mình Mà cha mẹ đã an tâm Người thân đã chấp nhận vậy là mình thấy con đường này mình đi được rồi Vậy mà còn không biết chân quý nữa. Nên mình nói lên vậy để cho họ giống như Họ tỉnh họ đi Vừa mình có thể độ mình mà có thể độ người Bây giờ mình chưa độ được người Mình chăng thật mà mình tú Mình cố gắng mình niệm Phật Những đức nói quý vị ra ngoài đời Quý vị có kiếm tiền nhiều đi Quý vị có kiếm tiền nhiều đi chăng nữa Nhưng mà nhiều đồng tiền này Quý vị giải quyết được cái gì Ôi ơi, những đức gặp bao nhiêu con người người ta giàu người ta còn không giải quyết được vấn đề khi mà sự việc đến với người ta kìa nên có những người mà gặp phật pháp rồi nói chạy về để mà mình phụng dưỡng cha mẹ quý vị mà không tu hành sao phụng dưỡng cha mẹ đại sư liên trì người nói phụng dưỡng cái cách thế gian thì làm sao mà báo hiếu được phụng dưỡng cái cách thế gian là hiếu thế gian thọ mạng cha mẹ đến cha mẹ chết đi là cha mẹ đọ lạc mình cũng đọ lạc Đời sau gặp nhau không biết gì hết Vậy làm sao báo hiếu Còn bây giờ mình gặp tịnh độ Mình chăng thật mình niệm Phật Mình cầu sanh cực lạc Mình về thế giới cực lạc rồi Mình biết tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp hết Ở đâu ở đâu Duyên chừng nào đến độ mình biết hết luôn Vậy thì mình mới có thể báo hiếu được lâu dài Mình có thể giúp cha mẹ Đưa cha mẹ về thế giới cực lạc được Cái tâm đó đó nó mới nghĩ con đường dài Còn cái tâm nhất thờ rồi Quệ mạng mình cũng bị yếu luôn mình còn chưa độ được mình làm sao giúp cha mẹ Mà mình đi ra ngoài đời mình làm mình kiếm được bao nhiêu tiền Kiếm được bao nhiêu tiền Ở mới đây có một cái chú này qua bên Đại Tùng Lâm bên, Xin vào đạo tràng niệm Phật để mà xin cộng tu Thì mấy thầy hỏi giấy chứng minh của chú đâu Thì ông mới kể rằng Ông là người xuất gia trong chùa Nhưng đi về đời cứ vợ Bây giờ nó khổ te tua Nó khổ đến mức mà giấy chứng minh của ông Ông cũng cầm Bây giờ không có giấy chứng minh luôn Đi xin việc làm không ai nhận hết chứ. Nó khổ đau đến mức cùng cực như vậy đó quý vị Nên một con người đó vào ngôi tam bảo rồi Phải cấm cái tâm mình Cho sâu vào mảnh đất tam bảo Đem thăng mạng mình để cúng dường cho Phật Bồ Tát Cả như là không có quan trọng cái thân mạng mình nữa Làm có cực cỡ nào cũng không bao giờ từ nan. Cảm thấy vui khi mình làm việc trong ngôi tam bảo Có nghĩa là đủ duyên Còn nếu mà mình không đủ duyên Mình cứ lo niệm Phật thôi Trong chùa những đức thường phiên đại chúng như vậy Còn mình đủ duyên giúp chúng sanh Mình nhiệt tình quan hệ Chúng sanh người ta mới tu Mình là người trong chùa mà họ vô đây cái tính này tính nọ đó là thử thách mà thôi phục vụ chúng sanh là cúng dường chư phật đức bổn sư thích ca mâu ni ngày nói rằng ta là phật tu hành đã thành rồi bây giờ chúng sanh là phật tương lai sẽ thành bây giờ mình phục vụ họ là phục vụ những vị phật sẽ thành họ chịu vô chùa là duyên họ đến rồi đó nên từ nơi đó mình phải phát cái tâm của mình cảm thấy vui mừng có những người mình có thể phục vụ cho một người chồng cả đời Sanh con, nuôi con không lớn, cực khổ vô cùng Còn có khi bị chồng đánh nữa, lô mũi ăn trầu Rụng răng, bị đánh te tua Vậy mà mình còn ăn nằm với một người đàn ông như vậy được Con mình nuôi không lớn, nó chả treo với mình 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 còn thương nó hết lòng Bây giờ mình trong ngôi tam bảo, đâu có ai đánh mình đâu mình gặp việc khó một chút thôi là mình đã chán nản rồi Vậy thì mình không có cái tâm tu đạo giải thoát Còn ai làm sao là kể người ta Chỉ cần mình có phương pháp Mình tu được Mình có được cơ hội Mình phục vụ đại chúng là mừng rồi Nên con người mình Do nó không đủ phước đủ duyên Càng sai một ly đi ngàn dặm quý vị Những đức nói Những đức là phàm phu Những đức có cỡ nào đi chăng nữa Có gặp thử thách hay là cái nghịch cảnh duyên gì đi chăng nữa những đức cũng quyết tâm những đức phải tu hành không có nói bỏ đạo được ừ. phải như vậy đó tại vì tu hành ở cõi đời này nhất định gặp thử thách mà đại lão hòa à, tình không ngày giảng thiết ngày nói qua sen mà người tu bây giờ mà cầu sanh cực lạc đó, là hoa sen nở từ trong lửa nở ra chứ không phải là dưới bùn bình thường nếu qua sen này từ trong bùn nở ra là đời này tu không có giảng sanh đâu phải từ trong lửa nên gọi là lửa ngũ dục lục trần bao nhiêu thử thách Mà mình vẫn giữ được đạo tâm Có trốn tránh ở đâu mà cũng không có đi tìm Nghĩa là đủ duyên trong cảnh nào là cố gắng mình tu nhưng mà được trong ngôi tam bảo này là duyên thù thắng này. Tại vì mỗi ngày nó được bổ túc Và mình không có lo cơm ăn áo bặn Mình chỉ phục vụ Mình có cuộc sống rồi Vậy thì mình cứ lo tu hành Tích công lý đức nhanh nhất Để mà gây dựng bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Ở nơi ngôi tam bảo mà chuyên tu như vậy là tuyệt vời nè nên những đức nói với ban tổ chức mấy anh em những đức nói phải chi bây giờ mà những người con ngoài đời thấy mình ở nhà mình phụng dưỡng cha mẹ nó không đặc biệt bây giờ họ cứ đưa cha mẹ vô trong chùa qua bên đại tùng lâm rồi bây giờ đứa con này vô mình nuôi cha mẹ đi bây giờ những đức thấy có mấy người con bên đạo tràng niệm phật bên đại tùng lâm mẹ tám mấy chín mấy Mấy chị em cứ chia ra người nửa tháng tháng Cứ nuôi mẹ Nuôi từ đây cho tới ngày mẹ mắc trong chùa Rồi hộ niệm cho mẹ Mình mà làm được như vậy là tuyệt vời lắm quý vị à Còn tất cả những cô, những chú trong chùa Mình cứ phục vụ chúng sanh nhiệt tình đi Những đức nó bảo đảm Rồi quý vị chờ xem Cha mẹ người thân quý vị sẽ vô đây Từ từ họ sẽ vô đây Họ sẽ tiếp nhận Phật Pháp Từ cái hành động tu quý vị an lạc vui vẻ Có quý vị không nghe là thôi kể quý vị à Nên một số cô mà những đức nói không nghe rồi nhiều lần những đức phiên bây giờ mà không ở chùa tu nữa mai mốt vô đây những đức coi chừng những đức không nhận vì nó tạp quá rồi đem vô đây mất công phiền phức thôi kệ mình người cần giao duyên đã gieo rồi còn có những cô thì những đức nhận thấy chưa có tạp còn nhất là những cô mà tạp rồi những đức thấy không được rồi vô lúc nào cũng làm phiền mình vậy thì thôi tạp quá rồi ở đâu tu luôn đi khỏi vô đây nên từ nơi đó thà người ta không có tạp tu vô làm phiền cái gì đạo tràng, có khi vô trong đạo tràng đã tu mà cứ đòi nghe pháp người này người kia, mình nói rằng là ở đây người ta đã quy tắc như vậy rồi, vậy mà mình cứ làm phiền đạo tràng, làm động đại chúng, rồi cuối cùng vô cái đi, vô cái đi, vậy làm gì, hết phước hết duyên rồi mai mốt ai tiếp nhận mình, nên cái nhân cách sống của con người nó quan trọng lắm, nhân cách nó rất là quan trọng. Từ nơi đó quý vị biết rằng mình tu gì tu chứ cái nhân cách con người với con người với nhau quan trọng lắm. Mình đi đâu mình cũng phải chấp hành nội quy. Còn nếu mình ở nhà mình đi mình lo cái việc của mình. Còn mình đi đến nhà người ta mình phải theo nội quy nhà người ta chứ. Mình đi đến đoàn thể người ta mình phải theo nội quy đoàn thể người ta. Còn mình đi xin việc làm mình vô công ty người ta mình phải theo cái cái quy định của công ty người ta chứ. Cái đó mới là nhân cách của con người hiểu. Biết cách sống làm người. Còn mình đi đến đâu mình cũng phá quy củ mình làm tài hay không mình làm tài hay là làm tài hay với bản thân mình kìa Với gia đình mình kìa Chứ mình đâu có làm tài hay được với cái đoàn thể của người ta Đoàn thể người ta là người ta có cách của người ta Như những đức ở đây dù có giỏi cái nào Nhưng mà những đức đi đến chùa ai là những đức xếp re Cứ theo cái nội quy người ta mà làm Đi đến nơi người ta làm gì đó Rồi sau này đủ duyên rồi Mình đứng lên được lúc đó tôi quyết định được là tôi sẽ sắp xếp rồi còn tôi đi đến đó tôi chưa có gì chứ nhất định Ai nói gì tôi nghe Mà cái việc đúng sai tôi biết Còn tôi không chấp thuận là tôi đi ra khỏi đoàn thể đó Chứ tôi không có ở trong đoàn thể đó Mà tôi đi làm phiền người khác Mình sống như vậy Mình mới là người hiểu Cái nhân cách làm người chứ Nên cái việc này là cuộc sống quan trọng lắm Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ nè Chùa của mình nè Trong chùa không có người nào giữ tiền Mà muốn tùy tiện mua cái gì mua chứ đó là quy tắc trong chùa Nếu có người nào giấu là người này Không phải là một Phật tử Có đạo đức ở trong chùa này Tại vì ở đây những đức lo hết trơn à. Đến khi chết những đức cũng lo đàng hoàng Đây là cả tất cả người trong chùa Ai cũng thấy chứ Ai cũng tin tưởng điều này chứ Từ cái quần nhỏ cũng lo luôn rồi Còn suy nghĩ cái gì nữa Vậy mà họ còn giữ tiền riêng Vậy thì quý vị Phật tử khắp nơi nơi Mà về chùa này quý vị thấy ai mà gỡ quý vị mua cái này kia Quý vị nhìn họ Quý vị khỏi cần nói chứ Nhìn họ gọi vị niệm một câu ai với Đạo Phật Quý vị bỏ đi Không cần nói một câu gì cả Nhớ Thí dụ như mình là người tu hành Hàng Phật tử đi về chùa quý vị nhớ nè Chúng ta Hưởng cái lọc của chùa Còn tất cả người trong chùa Dù tặng mình một món quà gì Cái đó là mình nói cái lọc của Tam Bảo Tại vì quý vị ở trong ngôi Tam Bảo Vì tặng tôi là quý vị tự tặng mà Tôi đâu có xin nên mình không có gì Một món quà gì đó Rồi mai mốt nó mang cái ăn tình đó Cái đồ ở trong đây mới nhờ mình mua đồ Mình đi mua tầm bậy Không lẽ mình đi chung tay với người xấu Người ác, người không phải trong chùa Tại vì quý vị tặng quà cho tôi một công chuỗi Hay là một công di chuyền Đó là tự quý vị tặng Tôi không có dính cái ăn tình đó Tôi đâu có xin đâu Tặng tôi là tôi quy về cái lọc của chùa tặng tôi còn khi quý vị qua lễ với tôi như vậy mà mai mốt nhờ tôi mua đồ giùm này kia đồ thì tôi tuyệt đối hoặc là xin tôi đồ gì tôi nói không bao giờ được không phải là tôi hẹp hòi mà là cái gì tôi đi đến đây là tôi chấp hành nội quy của thầy đưa ra nó thầy đưa ra là tôi nghe lời nó tại vì thầy cực để sắp xếp cả đạo tràng nên quý vị gì là sai rồi cái gì mình thiếu mình hỏi thầy hỏi đại, đại chúng trong chùa chứ đâu phải là đi hỏi tôi hỏi tôi mà tôi cho vậy thì tôi qua mặt thầy rồi nên hàng phật tử khắp nơi nơi nghe những đức nói cái này phải nhớ hay không mình phải thông minh chứ có những người họ ngộ lắm họ rề ra rồi họ tặng mình cái quà gì mai mốt họ nhờ giả mình cái mình khó từ chối dạy quá mình không có ngu gì mình đi làm gì trời ơi cái người như vậy là mình hiểu người ta liền mình không cần nói với họ câu gì chứ mình nhìn họ mình chắp tay ai với Đạo phật mình bỏ đi tự họ suy nghĩ cái đi Tại vì thầy đã giảng rõ cho tôi biết hết Ở trong đây ai mà người giữ tiền Mà gỡ tôi mua này kia Thì con người này không phải là con người chân chính ở trong chùa Gieo nhăn không đúng Thì quả báo sẽ không được tốt cho chính mình Bạn bè mà vô thăm mình Rồi người ta nhìn thấy gì người ta cũng xem thường mình nữa. Mà mình gặp những người bạn gì mình cũng mắc cỡ nữa Tại vì trong ngôi tam bảo rõ ràng Là thầy đã lo hết Mình dù có giàu cỡ nào đi chăng nữa Thì mình ở trong đây mình cũng là người ở trong ngôi tam bảo Cùng giống hịch như mọi người Mình đâu có cái riêng lẻ được đó Như vậy thì mới là đúng Cái người tu hành Mình được cái duyên á, Mình ở trong đây là phước lắm rồi Ở đâu mà giàu có Mà có một hoàn cảnh rộng gì cho gì ở Thành phố đô thị Dù có nhà giàu đi chăng nữa Cũng một khoảnh đất nhỏ nào thôi Làm gì quý vị mà rảnh rỗi mà Đi vòng vòng được một khu khung viên lớn như vậy Năm mẫu đất Vậy mà chưa biết chăn quý mà mình còn tùy tiện nữa. Nghĩ rằng đồng tiền của mình mình muốn xài xài không phải đâu Phạm mà quy định của chùa đó Mình đây mình ăn cơm tam bảo Dù quý vị có bỏ bao nhiêu tiền vô thùng tam bảo Đó là cúng dường tam bảo à Việc đó là việc cúng dường tam bảo Còn cái việc ăn cơm trong chùa là ăn cơm chùa Chứ không nói cái chuyện mà Mình cúng dường tam bảo rồi mình ăn cơm chùa Không phải đánh đổi như vậy đó quý vị à Mình có cái tâm vậy mình là người không hiểu đâu Một Phật tử không hiểu đạo đó quý vị à Cúng dường là cúng dường Ăn cơm của chùa là ăn cơm của chùa cái việc gì ra việc này Cảm thấy mình đi đến chùa mình ăn một chén cơm không của chùa mình cũng cảm thấy chăn quý nữa. Cảm thấy mình đủ phước lắm mình mới ăn được hạt gạo trong ngôi tam bảo. Mà tất cả những người tu này người ta nói cho mình ăn. Phải có cái tâm chăn quý như vậy đó. Và mình là người trong chùa mình phải biết chăn quý cái của người ta đem vô cúng dường. Tại vì người ta cực khổ. Người ta làm lụng người ta đem vô. Người ta lam lũ người ta dành cho mình những thời gian rảnh rỗi bình yên. Quý vị ngồi bình tĩnh đi. Thì... Bây giờ vô chùa và ngày xưa ngoài đời quý vị phải là trong chùa này quá bình yên không? Mình phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ Như vậy rồi lúc đó mình mới biết cảm ơn Làm cái gì cũng phải dè dặt Cũng như người ta đem tiền đến người ta cúng dường những đức Mua thêm một chiếc xe nữa Những đức cứ hỏi han kỹ lưỡng vô cùng Những đức hỏi han là Có báo cho vợ chồng đồ đồng tình Con cái đồng tình chưa Hay anh à sao mà tự nhiên cúng dường tiền nhiều như vậy mua xe kinh tế gia đình sao rồi người ta cúng dường mua một chiếc máy điện 400 triệu như đức nó thôi được rồi chiếc máy điện chùa mình còn chạy được anh chừng nào mà chạy mà lột với nổ Bánh xác đi rồi lúc đó đó những đức báo cho anh biết là anh cần cúng dường cúng dường còn cái cổ người ta đã cúng dường thì những đức xài cho tới bờ tới bến à. những đức nói với mấy anh em trong chùa xuất gia những đức nói ra gì để làm chi để cho mấy ổng biết á mà mình tạo uy tín Chứ không phải là người ta đưa mình cái mình xè tay mình nhận mình vui Không phải Biết rằng trong tâm mình cảm kích nhưng mình phải dè dặt Để người ta cảm thấy rằng người ta cung kính cúng dường Như vậy mới là người khéo Vì sao mà trong ngôi tam bảo mà 600 người mà những đứa không xin hay một cách Những đứa cũng không đi đâu mà chùa không thiếu thốn cái gì quý vị Nó mấy anh em nào để ý được mà làm được đi Rồi mấy anh em sẽ thấy Đó là cái uy tín của một con người vô cùng quan trọng Đối với con người khác phải có một uy tín đặc biệt Chứ không phải mình là người tu thấy của cải Cái mở mắt to ra nhìn không phải Mình tu phải khác chứ Dù là mình sống trong cái của cải Nhưng đừng bị nó buộc ràng Vậy mới là đúng người tu chứ Đó Đại chúng ở trong chùa hay người ngoài đời gì nghe gì chứ. Mình nó đừng có đặt nặng vấn đề về vật chất Về danh tiếng Mình chỉ cần chăn thật niệm Phật thôi là lợi ích nó lớn liền Hàng mặt tử khắp nơi nơi nghe như Đức nói gì nghe Quý vị đi vô chùa vị phải Làm sao chung tay những đức Để mà xây dựng cái ngôi chùa càng ngày càng tốt dù những đức còn là phàm phu Nhưng những đức muốn cái ngôi chùa này ít gì ấy, Nó phải có cái quy củ sống cho nó tương đối Không có tệ Những đức mà làm cái gì cũng điểm dừng được chứ Còn trong chùa này Nhiều anh em dù tu chung chưa dừng nổi đâu Những đức mà không gịch dây dụi lại Là nó lao gớt xuống hầm luôn á Những đức ấy, dính cái gì cũng sẽ dừng được chứ. Bảo đảm 100% với cõi đời này nhất định Những đức không bị cái gì buộc ràng được hết Chắc chắn luôn vì những đức hiểu rồi. Nếu như mình niệm phật mà mình cầu hết bệnh thì thọ mạng mình còn thì chắc chắn rằng là nó cũng sẽ tự nhiên hết bệnh thôi tại vì thọ mạng còn thì nó đâu thế nào chết được ừ, ví dụ như chúng ta thấy có những người người ta bị xe đụng mình thấy dữ dằn vô cùng hoặc là có những người người ta bị chìm thiền ngoài biển bao nhiêu người chết mà họ đi sống rồi có những trận động đất mà người ta bị đắt nó đè bao nhiêu ngày vậy mà vẫn là sống có nghĩa là thọ mạng người này còn thì dù cỡ nào cũng còn sống phải nhớ còn nếu như thọ mạng chúng ta đến rồi mà chúng ta là người niệm phật mà lại cầu hết bệnh vậy thì nó sẽ chết nhưng mà nó sẽ không được giãn sạch tại vì mình niệm phật cầu hết bệnh nên cái thiệt thòi cho mình rất là lớn nên ấn tổ ngài là bậc chí ngài khuyên mình đã là niệm phật cầu sanh cực lạc thì dù gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa bệnh đau cỡ nào cũng phải quyết tâm niệm phật cầu sanh cực lạc chứ không có cầu cái việc khác phải nhớ chỉ cần có cái tâm chân thật chân thành tâm thanh tịnh chỉ có niệm Phật Cầu sanh cực lạc thì Nếu như thọ mạng còn ở thế gian này Thì Đều là quá giải hết tất cả kiếp nạn Tại vì cái tâm cầu sanh cực lạc Cái công đức nó lớn dữ lắm Phải nhớ Cũng như câu chuyện của cô giáo Lưu Tố Văn thấy không Cô Là người chân thật niệm Phật Khi bị bệnh Các con trong gia đình Dẫn cô đi khám bệnh Cô nói tùy duyên Tại vì cô đạt được công phu đặc biệt quá Tại vì ở gia đình Nó dẫn đi một dòng tùm lum bệnh viện Cuối cùng thì Cô nói một câu gì Được rồi Tôi đã chiều Người trong gia đình đủ rồi đó Từ hôm nay tôi sẽ không đi khám bệnh Ở bệnh viện nào nữa hết Quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì bắt đầu là cô quyết chí Cô giữ cái tâm cô không bao giờ cô đi khám bệnh gì nữa hết thì người nhà thấy bệnh tình của cô chắc chắn là không có sống nổi nên mọi người buồn khóc thì cô thấy được cô nói các người buồn và khóc cái gì à tôi đến cái cõi đời này mấy chục năm nay tôi thấy hoàn toàn là khổ không à không có vui gì cả khổ không à bây giờ tôi sắp sửa đi về quê nhà là quê hương cực lạc một quốc độ cùng cực an vui các người không niệm Phật giúp tôi mà các người buồn và khóc Không lẽ muốn cho tôi ở lại cõi này càng khổ thêm sao Cô bệnh mà cô phiên mọi người như vậy Cô rất là tỉnh táo quý vị Nên cô chỉ có một câu vật hiệu niệm cầu sanh cực lạc Rõ ràng chứng chuyển lời của Ấn Tổ Thọ mạng cô còn Cô niệm hết bệnh và cô giáo lưu tố văn tới bây giờ vẫn còn sống bây giờ chắc tuổi cũng gần tám mươi rồi đó và bây giờ giảng kinh thiết pháp khắp nơi trên thế giới người ta nghe bây giờ cô giảng kinh vô lượng thọ luôn đó quý vị à được đại lão hòa thượng tịnh không tán tán hết lờ rõ ràng không bệnh của cô á mà đại lão hòa thượng tịnh không ngày nói là bệnh này còn ghê gớm hơn là bệnh ung thư bệnh lau da của cô là bệnh đáng sợ lắm Phần nhiều bệnh này đều phải chết hết Nhưng chỉ có cô giáo Lưu Tố Văn nha Cô niệm Phật hết bệnh Mà cái bệnh lao da này là da nó nứt ra Nó nứt Nó nứt ra ghê lắm Và bác sĩ nói rằng cô có thể niệm Phật Hết bệnh cô nói là tôi tin Nhưng mà tôi hỏi cô là Trên mặt của cô da mặt nó nứt Nẻ ra hết Bây giờ dù nó có hết bệnh nó cũng để lơ thẹo Mà cô sức thuốc gì mà sao Da mặt của cô không còn thẹo gì nữa hết thì cô nói rằng Tôi nói bác sĩ tin không? Thì bác sĩ nói cô nói tôi sẽ tin Đúng tôi chỉ có niệm ai với Đà Phật Mà da mặt tôi tôi cũng không cầu nó lành Tự nó lành lặn hết là hoàn toàn Quý vị biết rằng Việc này Người niệm Phật chúng ta có cảm giác tin 100% nên chư tổ sư nói một câu rằng viên thuốc a và đà là một viên thuốc thần diệu nhất nếu bỏ đây mà không uống thật là ngu lắm à vi diệu lắm quý vị à chính những đức có cảm giác nè lúc những đức trên đà lạt những đức cũng bị bệnh một lần những đức bị nổi trái rạ mà kỳ cục lắm người ta nổi trái rạ là không đến nổi nhiều như những đức lúc trước ấy. Thầy cho anh cũng có đến thăm và thầy nói Trên đại chúng thầy giảng thầy nói rằng Gương mặt của chú Hiền không bao giờ lành được Trời ơi những đức nói Quý vị rằng nó nổi gì đâu mà lỗ nào lỗ nấy bằng tay út Mà nó sâu vào nó ăn đầy mặt hết Và người những đức đầy hết chân cẳng trong lỗ mũi rồi trong cuốn họng trong lỗ tai nó cũng nổi những đức nói chắc là cái nghiệp sát sanh những đức nó nặng quá quá sát sanh nhiều quý vị Lúc còn trẻ nào dân câu ếch Nào là cặm câu bắt nhái Móc vào miệng nó Nào là uh, bắt cá heo Móc vào lưng treo cho nó lội vòng vòng Để câu những con cá lớn Rồi trùng những đứt móc biết bao nhiêu mà nói Rồi ngắt đầu dế Rồi những đứt dân câu ếch Rồi những đứt cắt cổ ếch Đồ lột da đồ tội quá trời luôn Có nghĩa là ở dưới miền Tây những đứt dăng lưới Đồ sát xanh nhiều lắm Rồi thêm những đứt làm nghề thợ nấu mười mấy năm nữa quý vị có nghĩa là bị cái căn bệnh nổi cháy rã Nó lạ thường là người những đức đầy hết Từ đầu cho đến bàn chân Và trong lỗ tai trong cuốn họng Nó nổi dễ đầy hết trơn Mà thầy vô thăm Nói trời ơi, mặt chú gì đâu mà ghê gớm Nó dày đặc lên lỗ 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 bự bự Thầy nói không có thể nào mà gương mặt của chú mà lành được Quý vị biết rằng Mình nghĩ mình đi tu rồi mình cũng không quan trọng Thôi kệ Vậy mà quý vị coi gương mặt như đức bây giờ có thẹo gì đâu không sức một cái gì cả thì cô giáo lưu tố văn cũng vậy cũng không sức thuốc gì hết chỉ có niệm phật thì những đức cũng là niệm phật mà thời gian đó những đức nổi giá rạ những đức chịu một tháng chờ rồi từ nổi nó đau nhất ngủ không được rồi bắt đầu là tới khi nó gần lành thì đầu nó chăm chích như bao nhiêu mũi kim nó chích, chích 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 vô tiếp tục ngủ không được bằng đêm cứ ngồi niệm phật rồi uống nước lạnh cứ như vậy uống nước lạnh rồi niệm phật uống nước lạnh là để cho nó có một cái việc gì đó. mình uống nước cho nó mát mẻ rồi xong mình niệm phật vậy đó mà chịu một tháng một tháng mấy rồi gương mặt mặc kệ mày luôn giờ đi tu cũng không quan trọng vậy đó quý vị mà niệm phật không bao giờ mặc hết trơn đâu có thẹo dứt gì đâu nên rõ ràng là một câu Phật hiệu này mình phải có lòng tin lòng tin mình phải thiệt là kiên cố lòng tin mình phải hết sức là kiên cố nên đại chúng trong chùa mình quý vị biết rằng mỗi ngày mà nghe gì rồi những đức hỏi các cụ và các cụ lớn tuổi gì rồi các cụ còn trong ngóng cái gì mình sống thêm cái gì nữa thật sự mà nói cụ đời mình đủ hết rồi các cụ cái gì mình cũng trải qua hết thì mình biết hết mà các cụ thấy rằng sống ở cõi đời này các cụ thấy cái khổ phần nhiều như hôm qua mới nhận một bà cụ tám mấy tuổi ở dưới quê miền tây đưa lên đây thấy nguyên gia đình đưa lên thấy bà cụ con mắt bị hư một bên quý vị mà mấy người đưa lên trong đó có cháu bà nói rằng bà ở con mình bà già như vậy tại sao để bà ở mình tại sao không đem về nhà mình mình lo cho bà bà tám mấy tuổi rồi còn sống bao lâu nữa đâu bà khó quá khó quá tại sao đem anh đưa cho tôi những đức thấy bà quá yếu nhân sự chùa mình thì cái người chăm các cụ già đâu có mấy người đâu quý vị Những đức định không nhận Cứ nhìn bà già Mình cứ nhìn bà già Mình nói trời ơi Tám mấy tuổi này rồi sống bao lâu nữa mà nhìn Cái kiểu này mà nằm ở dưới quê mà Trong nhà có ngày chắc chết một mình nằm chèo queo chết Thấy một kiếp người gì đâu mà Nó thảm thương gì đâu quý vị ơi Con mắt bên đây bị hư Những đức nói gia đình, những đức nói quý vị ơi, chùa mình đông người lắm. Người già đi chăng nữa cũng đi tới đi lưu khỏe mạnh thì mới ở được. Chứ bây giờ bà cụ mà bà đi không được bà yếu gì. Bà ở tội nghiệp bà trong chùa người ta đông người mà. Quá trời đông vài trăm người làm sao? Phòng 4 5 người thôi mà đi mới lọ mọ, bắt đụng vòng này đụng vòng kia rồi những đức khắp xíp khó lắm. Họ cứ ngồi họ muốn mình nhận. Mà những đức không phải vì cái đó mà những đức nhận bà già mà những đức nhìn một kiếp người nhìn bà già này những đức nói thấy bà hết sức là tội nghiệp quý vị sống nay chết mai bây giờ thôi mình nuôi cái huệ mạng của bà để kết nhân viên với bà thì những đức kêu hai cái cô mà nuôi cái bà già quá những đức hỏi mấy cô nhưng những đức mới biết mấy cô này chắc chắn là mấy cô chịu liền tại mấy cô có cái tâm thương cái cụ già lắm những đức kêu qua là mình sẽ nhận thôi Nhưng mà mình muốn cho hai cô này Hai cổ phát tâm Những đức đưa vô một căn phòng mà Mỗi ngày các cụ già yếu mà Tập trung một cái phòng nó niệm Phật cho bà Lúc nào bà cũng được niệm Phật Kệ để mai mốt bà chết bà cũng được có cái phước Nó nhìn thấy cái cảnh gì đâu mà Nó khổ Nên các cụ già mà còn nghe được Mà nghe những đức nói gì Cố gắng niệm Phật các cụ ơi Cái cõi đời này nó khổ quá còn những người trẻ quý vị nghe như đích nói chuyện gì quý vị nhìn cái xã hội này đi. Con người hơn thua tranh đấu, mạnh hiếp yếu. Họ không có chú trọng về đạo đức con người. Cái gì lắng áp được là lắng áp, cái gì giật được là giật. Mình sống trong một cái xã hội mình thấy. Mình biết tu rồi mình thấy rằng mình không có gì ham ấy. Mà mình không phải đá đổ nhưng mình phải sống cho thật tốt, thật là vui vẻ. Nhưng mà mình không có lưu liếng gì khỏi đời này. Bất cứ lúc nào Thỏa mãn mình đến Dù là trẻ hay già Mình cũng rất vui vẻ niệm ái với Đà Phật Để cầu sanh về thế giới cực lạc quý vị à. Ham cái gì khỏi đời này Nên những đức nói Có những cô những chú vô chùa mình tu Các cô các chú Mà vì cái lý do gì mà mình đi giao ngoài đời Những đức nói rằng Quý vị không có góc độ Quý vị ở đây tu thì người thân nhất định sẽ đến đây Bây giờ người tu mình cắm cái gốc sâu trong ngôi tam bảo Thì gia đình mình nhất định là cành lá quá quả cho theo cái gốc này thôi Mình mà nhổ gốc của mình đem ra ngoài đời mình trồng Vậy thì người nhà mình cứ như đoạn duyên à Cái tâm lượng của mình tu mà mình không phát tâm lớn đường sao tu Đụng một cái chuyện gì Cái tự nhiên mình bỏ chùa Vậy là mình tệ quá Nên ăn nổ ngày nói một câu Nếu học Phật mà chúng ta không học nhân quả cho sâu sắc Thì Dù là bậc đại tu hành Vẫn là phải tạo nghiệp Từ nơi đó Phật pháp, pháp là gì vậy? Là sửa chính mình Nhớ Dù học phương pháp nào cũng là sửa chính mình Hay bất cứ một tôn giáo Ra đời Đều là dạy cái gì Sửa lỗi chính mình Gọi là sám hối phải nhớ đó nên công đoạn này tổ sư nhắc là có tội phải sám hối có lỗi thì phải trừ không? trong trượt mà ngoài thanh nêu lên những sự việc của người tu hành mình đó trong trượt mà ngoài thanh vậy thì phát tâm như vậy là như thế nào Tổ nói phát tâm như vậy gọi là dối Trong trượt Ngoài thanh Những đức thấy rằng rõ ràng chính những đức này Ở trong thì trượt ác xấu xa Đê tiện Nhưng mà ở ngoài thì cho mình là thanh cao Là một số việc Lo cho người già Thì kể lễ tối ngày Muốn cho người ta tăng bốc mình lên Cái hành động như vậy gọi là gì Trong trượt ngoài thanh nên nhiều người cho rằng mình làm chuyện cao xa người ta ngưỡng mộ Tưởng đâu là một con người có đức hạnh Nhưng mà bên trong thì trượt ác, xấu xa Đê tiện hạ lưu tham lam, ích kỷ, săn hận si mê Đủ chuyện hết ở bên trong Chính những đứa không lẽ những đứa không biết mình Nên quý vị chỉ là thấy rằng Những đức được một chỗ là cứ hướng về vị niệm Phật thôi Chứ ngoài ra là một kẻ phàm phu không ra gì Nên chúng ta sống ở cõi đời này Chúng ta không có thất vọng ai hết quý vị Không có thất vọng ai chứ quý vị nhớ đó. Ai ăn nấy no ai tu nấy trứng thôi Thí dụ như những đức Ở trong thì trượt ngoài thì thanh Nhưng mà khi nói thì nói đầu môi chót lưỡi Nói ngon ngon ngọt vô cùng Nói cái hay không à nhưng mà khi mình làm thì làm không hay nhưng nếu quý vị chân thật mà làm thì có cái hay liền thấy có lợi ích nên nhiều người người ta nghe những đức mà khi người ta còn làm còn giỏi hơn những đức nên đọc đến cái công đoạn mà trong trượt ngoài thanh này mình thấy mình phù hợp mình quá bây giờ chúng ta nêu lên như vậy mỗi một người chúng ta nếu nghe được mình tự kiểm mình đi có nghĩa là bên trong của mình nào là tham sân si nặng nề dính mắt đủ chuyện trong tâm buồn trong tâm giận hận trách người trong tâm thì dính mắt đủ chuyện hết chứ mà bên ngoài thì ra vẻ mình là một người tu hành thánh cao tổ nói nếu bạn phát tâm như vậy gọi là voi tự mỗi người chúng ta khi nghe chỗ này những đức điển hình mình là mình thấy nè mình nói mình nè để coi có nhiều người bệnh giống như vậy hay không tu hành là gì là chúng ta cùng sửa nên tổ mới nói là có tội thì phải sám hối Xám là nói ra, Hói là ngưng lại. Chúng ta phải cố gắng thôi, sửa lỗi. Phải nhớ, những công đoàn của tổ sư đặc biệt lắm mấy vị. Trước siêng nhưng sao dễ. Rất có nhiều người tu hành. Những đức thường kể cái chú này, ông vô chùa, ngày xưa những đức nhận ông. Ông mới vô chùa, ông đến ông xin những đức được ở trong chùa là những đức thường quán chúng lúc đó những đức dân đà lạt có một cái hầm bùng không những đức nhảy xuống cái hầm những đức hốt bùng sau này cái chỗ đó làm ra một cái khu tăng hiện tại ở trên chùa ngày xưa dân đà lạt khu tăng phía sau thì ngày xưa đó là một cái hầm từng xây một cái bồn nước nhưng nó bể hai lần sau này muốn rút nước ra nên nó thành bùng những đức nhảy xuống dưới đó với mấy anh em hốt bùng đổ lên trên thì chú này đến ông xin những đức nhớ chú này không đến ông xin ở như đức nói à được rồi để ngày mai những đức gặp chú ngày mai gặp ông hỏi ở đâu đâu đến đây ông nói mày ngoài ngoài vô đây vô đây những đức nói vậy thì chú định tu hành sao ông Nó nói con vô chùa là điển hình tu thôi một ngày con tu bốn thờ con chỉ lo niệm phật thôi không làm gì hết nên quý vị nhớ là mình phát tâm vô chùa tu mà mình trước nhất là mình đặt cái ý kiến này ý kiến kia vậy là thua vậy là cái việc đi tu quý vị quý vị là người không hiểu Nó nghĩa là mình đến nơi người ta chưa gì hết trơn là mình đưa lên ý kiến trước à con phải gì 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 con phải tu gì 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 mình cũng lắc đầu luôn mình đọc trong kinh phật nói đúng là thời mạt pháp ừ. cái phát tâm không hiểu thôi để thí nghiệm nữa hay sao được chú tu bốn thời đi tu thời gian Thôi chú ơi cho con xin Tu ba thờ như đứa nó được Thời gian nữa xin hai thờ Bằng ngày công quả Thời gian nữa cho xin thờ thôi thời buổi sáng thôi buổi chiều Thì cho xin ra phòng đăng ký Ngồi bảo vệ chùa đứa được thử chú luôn Thời gian nữa buổi sáng ngủ luôn Rồi thời gian nữa xin đi về như thấy không Iran như công đoạn lời tổ luôn mà nhiều người bây giờ đi tu là ưa cái bệnh này Trước xiên nhưng sao trễ Chùa mình Mấy chú mấy cô vẫn có mà Những đức nói họ Họ vẫn là không nghe kệ họ thôi Con đường này mình đi Mình gặp nhiều người lắm rồi Nên những đức thường kể câu chuyện Con rùa với con thỏ Con rùa với con thỏ mà đua với nhau Con thỏ nó ỷ con rùa là là nó xem thường con rùa là chậm chạp nó nghĩ rằng bây giờ mình vừa chơi bây giờ mình cũng qua mặt con con rùa con rùa thì nghĩ nó chậm quá nên nó kiên nhẫn nó cứ từ tốn nó bò hoài con thỏ thì chạy nhanh chút rồi kiếm quán cà phê ngồi uống đồ cà phê giỏng đồ nằm ngủ giấc ngủ sao ngủ quên con rùa nó kiên nhẫn nó cứ bò hoài vậy mà cuối cùng nó đến một cái điểm trước nhất qua mặt con thỏ vị biết rằng con đường tu này là giống như chúng ta mài sắt thành kim vậy đó không ai mày sắc mà mày gấp bao giờ Quý vị coi trên một đoạn đường đua Người mà đua chuyên nghiệp không ai mà đi mới vô mà người ta đi chạy mà Sốc hước chạy từ tốn Nhưng mà càng chạy càng khỏe giữ cái sức lâu dài Đến khi gần đến chỗ kết thúc Thì sức lực của người ta đầy đủ người ta biết một cái là tới chỗ Còn cái người mà không hiểu thì mới vô đạp xe đạp dữ lắm Một chút rồi thì hả họng nó giống như cái người tu mình thấy có nhiều người bây giờ nè Đi vô chùa cái nghĩ mình là người phá thai nhiều lần Tạo nghiệp lớn đâu Cố gắng dũng mạnh tinh tấn Nhưng mà phải bền bỉ cái tâm Nhưng nhớ nè phải chung đạo Giải đải cũng không được nữa. Không có tập mình thành hư Có nghĩa là không để cho mình làm biến Phải tập cho mình siêng năng Phải mình phát huy Mỗi một công việc mình làm Mình phải phát huy, mình phải nhận thức công việc đó Chứ không phải là làm bê tha làm cho xong việc Làm không cần thiết suy nghĩ mình ở ngoài đời nếu mà mình mà một con người làm việc mà mình không có chân thật với công việc mình cũng đói meo nữa chứ đừng có nói mình vô chùa mình phải hiểu để mình làm bất cứ việc gì mình là phải phát tâm chân thành chân thật nó nên đó, 20 chữ mà những đức thường đọc lời của đại lão hòa thượng tịnh không chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhìn thấu buông xuống tự tại tùy diên niệm Phật. Nên những đức ghép lại thành hai câu những đức lấy chân thành niệm Phật, chân thành làm việc, chân thành đối xử với mọi người. Chỉ cần hai chữ chân thành nhiệt tình như vậy thì quý vị thành công. Giống như con rùa nó cũng chân thành nên nó qua mặt con thỏ. Chứ không phải là mình làm việc trong ngôi Tam Bảo mình thấy những người làm bê tha, những người làm mà không có trách nhiệm mình học theo tầm bậy. Tu hành là tu sửa Mình nên nhìn lại mình đi Rồi mình nên làm những cái việc Mà mình có lợi ích Ai ăn lấy no ai tu nấy chứ Mình đi nhìn cái người bê tha chứ Còn mới vô chùa Cái gì không hiểu mình phải hỏi Mình tự ý Mình muốn làm cái cá nhân mình biết à Nó rớt hết trơn Nó có nghĩa là Tuy là bên ngoài nhìn siêng tu Giống như chùa mình lúc trước có một cô Mà mấy chú thường nói Mấy chú nói con nhận cô này thấy cung kính siêng năng nhìn người đầm thắm Nhưng Đức nói chưa chắc Sống gần nhìn Đức để ý Nhìn thì thấy vậy Đến một ngày kia tự nhiên Nổi nóng lên sao Cự với một người Giữ dằn tự nhiên Mấy cô rồi mấy chú trong chùa biết hết chưa Vỡ mộng Nói trời mỗi ngày thấy cô này đầm thấm quá Bây giờ tự nhiên nổi lên hung dữ kinh khủng ấy trời nó con người mà thất vọng chứ Tại vì chưa đụng chuyện thôi Cũng như thời Đức Phật có một câu chuyện Cái bà hoàng hậu này mới được người ta Đều là khen bả là Người có đức hạnh Rồi nói chuyện Điềm đạm Thì mị hiền hòa Thì có một tỳ nữ này nói chưa biết à. Tại vì chưa đụng đến bà đó Để thử coi Thì con tỳ nữ này nó thử bà Thì nó hầu bà đó Suốt hai ngày nó không đem nước cho bà rửa mặt Bà hơi tức tức à Thì tới ngày thứ hai Thì cái cục tức này nó đến cái cái ngực bà Đến ngày thứ ba Nó không đem nước Thì cái cục tức này Nó tới gần cổ bà Tới ngày thứ tư Thì bắt đầu nó đem nước vô Mà nó đem nước nóng Bà vừa để tay xuống phỏng tay bằng cái Bà tóc bà chửi nó Bà đánh nó quá cho bà la lối um sùm lên đó. Thì lúc đó mọi người mới biết ô rõ ràng Thì ra là Chưa kiểm nghiệm qua sự thử thách Thì chưa biết không? nên đó, những đức thường nói mình không ra thứ gì chứ quý vị cũng khỏi cần phải thất vọng làm gì quý vị thấy chứ công chúng không như đức nói chuyện quý vị thấy sốc hước chưa nói chuyện đâu có giống là một người tu hành gì đâu Kệ, khỏi ai thất vọng gì tôi Tôi như vậy mỗi ngày Tôi sống như thế nào tự tôi biết Nhưng mà tôi không có làm cái chuyện Trong trượt mà ngoài thanh Phải nhớ, phải tập ngay chỗ này Mình cũng không cần ai tăng bốc mình cả vì chính mình là phàm phu cũng đang cố gắng nên khi đọc những công đoạn này học tập những đức thấy công nhận là hay thì quý vị từ nơi đó mà không hiểu cái cách tu hành thì cuối cùng cũng ra khỏi chùa nhìn thấy cũng siêng năng cũng đầm thắm nhưng mà dụng công thì không biết dụng hướng nội đều là hướng ngoại không à muốn niệm phật như thế này thế kia thế nọ không hiểu gì cả Người ta niệm Phật sao thì mình niệm vậy với đại chúng thôi Đại chúng sống thì mình cứ chấp hành nội quy Mình cứ đi đến đâu mình chấp hành nội quy Những đứa cứ nhắc hoài gì đó Mình đi đến đâu thì mình chấp hành nội quy à Tại mình là cương vị Mình là người ta hướng dẫn mà mình cứ theo nội quy người ta Tại mình đến nơi người ta mà Thí dụ như nhà mình Người ta đến nhà mình rồi người ta muốn làm gì Người ta làm mình chịu không? Mình đâu có chịu đâu Vậy thì mình suy ngay mình là Mình sẽ biết, mình sẽ đi đến nơi người ta Mình sẽ làm sao liền thì... không? nên từ nó đối vị biết rằng thấy thì siêng năng nhưng mà không biết quay về nội tâm những đức có thường nhắc rằng mình tu sao mà tâm tư của mình nó phải phóng khoáng nó thoải mái nó đừng có buồn giận người ta để trong tâm nó đừng có u sầu u sầu cái gì ai làm gì mình mà mình u sầu đi tu là tự mình phát tâm mà mình lớn mình đều là có người tự phát tâm đi tu mà như chúng ta ngoài đời chúng ta tự muốn có vợ chúng ta muốn có chồng Chúng ta lấy vợ lấy chồng thì gặp đối phương nó không vừa lòng Đây là cái chọn của mình mà Sự chọn lựa của mình mà bây giờ hơn trách ái Và mình học Phật nữa thì mình biết đây là nhân quả Cái duyên mà có thận có nghịch Bây giờ thận thì cũng phải sống ở đời này Thận mà mình biết tu mình cũng không dính mắt Mà nghịch mình biết tu mình không buồn phiền Vậy thì trong cõi đời này á Đến thế gian này nếu chúng ta không gặp Phật Pháp Thì rõ ràng những đức nói vô nghĩa Tại vì nếu chúng ta không biết Phật Pháp Thì thận chúng ta dính mắt nhưng một ngày nào cũng phải xa lìa khổ Còn nghịch nghịch thì chúng ta sống trong sự âu sầu khổ đau Vậy thì cuộc đời chúng ta sống vô nghĩa thì nhận thức rồi đúng không? Nó, quý vị nghe Phật Pháp gì đặc biệt chưa? Nên tu học là cái gì? Là quay về nội tâm mình á Là chính mình á, nên nên lấy những cái gì trong lòng mình mà cảm thấy khó chịu đem ra hết đi Có nghĩa là dù cuộc đời mình có bị hoàn cảnh gì đi chăng nữa Cũng nên lấy những thứ đó đem ra Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng Các con chỉ cần chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi có nghĩa là Đức Phật phiên mình nên nhẫn chịu đi Mà cái nhẫn chịu này là không phải người ta đem đưa cho mình Mà chính cái nhăn mình đã từng tạo Bây giờ nó chưa cảm cái quả Nên Phật nói trong kinh là muốn biết nhăn đời trước Xem quả báo đời này Muốn biết quả báo đời sau xem nhăn đời này Nên chúng ta sống với khỏi đời này Chúng ta gặp cái thuận và cái nghịch Chúng ta đều phải vui trả Phải nhớ trong tâm phải không vướng bận Đúng rồi đó Nhớ Bên ngoài mình là cái phàm phu Có những người thì hiện tướng này hiện tướng kia hiện tướng nọ nhưng quý vị nhớ quý vị nên hiện cái tướng quan hỷ thoải mái tại vì sao vì cái tâm quý vị nó hiện cái tướng như vậy đó nhớ đó nó từ nơi đó đó mình á dụng công bên ngoài dù là không nhiều nhưng mà nên quay về nội tâm mình đi có nghĩa là khỏi cần nhìn người khác nhiều chỉ cần quay về nội tâm mình nè những cái gì trong lòng cảm thấy vừa nặng nề khó chịu đem ra đi đem nó ra đi vì chất độc mà nó là chất độc nếu mình để lâu thì nó phát tán rồi cái gì mà cái tâm mình nó hẹp hòi về cá nhân mình đem ra đi cho nó rộng tâm mình để thường nhớ phật niệm phật thôi vậy thì nhất định tâm lượng sẽ mở rộng với vị nhớ câu này tâm lượng lớn phước báo lớn tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ sống ở cõi đời này không có thiệt thòi đâu quý vị không có một cái con người nào đến đây mà thiệt thòi hết vì sao vì chính mình gieo nhân mình gặp quả mà thiệt thòi gì thí dụ như bây giờ tại sao có địa ngục ngạo quỷ súc sanh vì địa ngục là do tâm sân hận mà chiêu cảm vào cảnh giới địa ngục. Chính mình gieo nhân sân thì mình đỏ địa ngục làm gì thiệt thòi. Chính mình tham thì mình chiêu cảm vào loại ngạo quỷ sao thiệt thòi. Mình không biết tránh tà mình đi vào loại súc sanh nên địa ngục ngạo quỷ súc sanh là do chính con người chúng ta tạo ra chứ đâu có thượng đế hay vua diêm la gì tạo ra địa ngục đâu. Thí dụ như những đức động trong âm lực vô tình nêu lên rằng là bây giờ con người thường chơi game ghiền game thường ngồi để mà chơi suốt luôn nên họ sống ở cõi đời này họ không làm việc gì, gì lợi ích cả thì cái nghiệp quả đó chiêu cảm hình thành một cái vị trí địa ngục điện quan địa ngục điện quan người này khi chết đi đọ vào địa ngục điện quan tại vì mỗi ngày họ chơi game họ ghiền chơi trên máy tính cuối cùng họ đọ vào địa ngục điện quan địa ngục điện quan là sao là người này tự nhiên bị đọ vào địa ngục để chạy đến gặp máy tính mừng lắm chạy đến chạy đến thì ngồi bấm chơi vừa chơi một chút thì tự nhiên điện ở bên trong nó sẹt ra và nó móc cặp mắt người này nó cứ làm hoài như vậy đó cứ làm hoài như vậy đó giống như chúng ta nói là giả dối đi thì chúng ta bị móc lưỡi bị cắt lưỡi cắt lưỡi hoài vậy đó có nghĩa là chúng ta tạo cái nghiệp ví dụ như mình chiên con cá mình bỏ nó vô chỗ dầu thì cái nghiệp quả nó chiêu cảm mình nó săn hẳn mình theo cái nghiệp quả săn hẳn đó và nó đọ vào trong địa ngục thì tức khắc ở dưới địa ngục nó có một chỗ dầu lớn và bắt mình bỏ vào chỗ dầu nó cứ chiên mình hoài vậy đó càng săn hẳn thì nó cứ nằm hoài trong địa ngục hoài luôn nó còn cái tâm tham lam keo kiệt thì tự nhiên nó đọ vào là ngạo quỷ tự nhiên mình thấy thức ăn thấy nước mình không bao giờ uống được vừa định dùng cái nó thành lửa không bao giờ dùng được mà trải qua vô lượng kiếp vậy mà nó đói khát hoài như vậy nó không chết Tại vì nghiệp quả mà Làm sao mà dứt được Chừng nào mà cái tâm này nó dứt cái tâm mà mà tham này Tuy là Bồ Tát Địa Tạng ở dưới âm phụ Để mà cứu độ chúng sanh Nhưng mà chúng sanh nào tiếp nhận vừa dứt cái tâm săn Thì không còn địa ngục Vừa dứt cái tâm tham thì không còn Dính vào loài ngạo quỷ Vừa dứt cái tâm si mê Thì tức khắc không còn súc sanh Nên chúng ta tự làm tự chịu Và chúng ta đến cái gọi đời này cũng vậy luôn chúng ta tự làm tự chịu gặp thuận gặp nghịch đều là tự làm tự chịu nên phật có nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này vậy thì bây giờ chúng ta niệm ai với đạo phật chí thành cung kính có tính nguyện vững chắc vậy là nhân đời này niệm phật nhất định thành phật là chắc chắn nên chúng ta nói rằng là đến cõi đời này không có ai mà thiệt thòi chứ á bây giờ bạn có làm nhiều cỡ nào đi chăng nữa người ta không bao giờ người ta cảm ơn bạn làm sao thiệt thòi Bạn gieo nhân thì bạn gặt quả chứ Thí dụ như đại lão hòa thượng chúng ta nè 80 tuổi Bây giờ vẫn còn ngồi coi công trình Mỗi buổi trưa đội nón lá coi người ta cắt nhà Không lẽ vậy là thiệt thòi Cũng không có ai quý vị làm thiện cả Việc thiện là tự vị hiểu bị tự làm thôi à Nhưng mà có những người chúng ta làm thiện Người ta không cảm ơn Người ta chỉ trích thì tức tối vô cùng Mà tức tối mà cũng phải làm Vậy thì quý vị nên suy nghĩ lại cái tâm đó nên suy nghĩ để thông suốt đi Việc ác cũng tự mình muốn làm thì nó đi làm Việc thiện cũng chính mình muốn làm thì mình làm Đã làm rồi thì đừng bao giờ mong người ta cảm ơn Hay là người ta cảm kích gì hết Cái chuyện cảm ơn cảm kích là do cái người hiểu Và nhân duyên quả báo Tự họ cảm ơn và cảm kích Còn quý vị có làm bao nhiêu việc thiện Nhưng mà vì quý vị trả nợ đó cho người người ta Nên người ta cũng không cần phải trả. cảm ơn gì quý vị Nếu chúng ta muốn họ cảm ơn thì tự mình sanh phiền não phải nhớ nó nên những đức điển hình hòa thượng chúng ta 80 tuổi vẫn còn ngồi coi công trình đó Đội nón lá cứ ngồi bắt ghế cứ coi là các nhà vậy đó cắt xong cái nhà này là rồi, rồi tiếp tục cắt cái nhà khác cứ làm hoài vậy đó hòa thượng ngài nói ngài làm chừng nào tới ngày không còn ở cõi đời này nữa thôi ngài làm hoài luôn đó quý vị không lẽ như vậy là ngài thiệt thòi sao Ngày gieo cái nhân thì ngày gặt cái quả à Cũng như quý vị gieo nhân gì Quý vị gặt quả báo nấy à Thí dụ như có những người còn trẻ Ăn xài tiền của, của cha mẹ nhiều vô cùng Rồi hư hỏng bê tha Ở khi có những người còn trẻ Dùng cái sắc đẹp của mình đi làm nghề Để kiếm tiền Những nghề tội bại Thì tức khắc họ gieo cái nhân vậy Thì cuộc đời của họ chưa đến già là họ chết Hoặc là đến khi mà họ tàn phai hương sắc Thì bắt đầu là Họ sống như là kẻ ăn mài khổ đau còn có những đứa con mà xài tiền của cha mẹ lúc còn trẻ xài quá trời luôn sau này đến khi mà chưa đến già nghe mới ba mấy bốn mươi tuổi đó tự nhiên sự nghiệp tan thành đi làm thuê làm muốn cho người ta khổ đau vô cùng vì nó xài phước hết rồi nó xài phước hết rồi quý vị nên trong nhà phật dạy hay lắm nên mình mà khi học tập phật pháp rồi mình quay về mình nè mình nghe gì mình quay về mình quý vị những công đoạn mới bị thấy lời tổ dạy không nó đặc biệt gì đâu đó chúo xuyên nhưng sao dễ tu hành như vậy phát tâm như vậy gọi là gì là dối Đó. nên trong kinh vô lượng thọ phật nói là bên ngoài thì bình thường bên trong tinh tấn là đúng còn mình là thường là gì bên ngoài tinh tấn bên trong thì loạn tưởng nó nghe gì ngồi nhiều người chúng ta quay lại mình đi nhìn bên ngoài thì thanh nhưng bên trong thì trượt dối rồi không đúng rồi chúng ta là phàm phu mà có những cái bên ngoài chúng ta coi cũng không ra gì Nhưng mà mình cố gắng Mình tu học là tu sửa là mình cố gắng mình sửa mình thôi Cái sửa lần lần tự quý vị nhìn quý vị quý vị biết Cũng không cần thiết ta khen gì Quý vị cứ cố gắng đi Mỗi một người mình là phàm phu Mà chúng ta nêu lên để cùng cố gắng Cùng xây dựng, cùng tu hành nó Những công đoạn này hay đó Dù tu pháp lành bị tội nghiệp làm ô nhiễm Phát tâm như thế gọi là dối Dù là hiện tại giống như mình tu pháp lành Nhưng mà thật sự cái điều phát tâm của mình sai rồi. Thì đây gọi là giả dối, đã là giả dối, nhân giả dối làm sao có cái quả chân thật hả quý vị? Thấy không? Nên mình phải làm sao phát tâm chân thật nè, hãy quay về mình để nhìn mình và sửa mình đi. Nhớ, bên ngoài bình thường, bên trong tinh tấn là đúng. Phát cái tâm dũng mãnh này là đúng, còn bên ngoài thì đối chúng sanh chung 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 chung. Nếu quý vị tu học như vậy thì tuyệt vời lắm quý vị nhớ đó. Chúng sanh độ hết bản nguyện mới cùng Phật đạo chọn nên thề nguyện mới mãn Phát tâm như thế gọi là đại Cái tâm mà niệm niệm rộng lớn Thí dụ như quý vị đây ô niệm Phật đi quý vị nghĩ Tôi đi một vòng ngoài chợ Cho nhiều người nghe câu Phật hiệu Để trồng cái thiện căn có Phật hiệu Đây là đại thiện căn Câu Phật hiệu chỉ cần nghe qua tay Dù là người này chưa tu liền Nhưng mà nhờ nghe qua tay câu Phật hiệu Mà tương lai họ tu hành thành Phật Cũng như câu chuyện như Đức Thường kể bị nghe đó Câu chuyện trong kinh Phật dạy Cái ông này nhiều đời nhiều kiếp lắm Ông đã làm một người đi đống củi trong rừng Vậy mà ông bị con cọp vừa Ông leo lên cây ông niệm mô Phật Vì mà trải qua thời gian rất dài Cái nhân duyên niệm một câu Phật hiệu thôi đó Ông đến ông xin sức gia cùng với Đức Phật Thì Đức Phật kêu đệ tử bậc A-la-hán nhìn coi ông thiện căn thì sao Đây cũng là một bài pháp để cho chúng ta đó quý vị thì bậc A-la-hán nhìn trước 500 kiếp Sau 500 kiếp Thì thấy ông này không có nhân duyên gì Đức Phật nói có nhân duyên Cách thời gian hơn 500 kiếp Ông đã từng bị một con cọp rượt Leo lên cây ông niệm mô Phật một chữ thôi Như vậy một câu mô Phật thôi Vậy đó Mà nhân duyên bây giờ ta xuất gia cho ông Ông tu hành chứng quả nên chúng ta phát cái tâm là mình đeo máy niệm Phật Hoặc là mình nói chuyện với người mình niệm một câu ai với Đà Phật Hoặc là mình á, gặp một người đi xin mình cho anh ta dài các bạc mình niệm một câu ai cho Phật cho anh ta nghe hoặc là một người đi bán giấy số nghèo nào mình không mua giấy số nhưng mà mình có tiền mình tặng cho họ năm ngàn mười ngàn mình niệm một câu a với đà phật có nghĩa là cho họ niệm một câu đó vậy mà trải qua thời gian dù lâu xa nhưng mà cái chủng tử này nhất định giúp họ thành phật cái tâm này là tâm lượng lớn lắm quý vị à rồi quý vị chạy xe chiếc xe hơi bị phía sau để chữ a với đà phật để mà quý vị chạy đến đâu người ta cũng thấy cái tâm như vậy là tâm đại đó tâm lớn đó rồi mình bắt máy niệm Phật á Mình mong làm sao nhiều người được nghe Hoặc là chứ cổng nhà mình để một cái bản Ai với Đà Phật Nhất định gia đình này là tu phước Từ danh hiệu Ai với Đà Phật đặc biệt Đây là tâm lớn đó quý vị Nhớ đó Niệm niệm gì người muốn độ chúng sanh Nhưng bây giờ mình chưa đi độ được Mình dùng cái nhân viên mình phát tâm rộng lớn như vậy Và khi mình gặp một người là nhất định mình hết lòng mình giúp đỡ Nên những đức thường phiên quý Phật tử Đi đâu cũng để chiếc máy nghe Pháp đồ trong xe hay là trong cái giỏ của mình dài chiếc Đi ra đường gặp người bán giấy số Người đi xin người quèo hoặc đủ duyên Chúng ta mua một tấm giấy số Hay tặng họ một ngàn hai ngàn gì đó Tặng một chiếc máy nghe Pháp giới thiệu Cho những người nghèo khổ này Người nghèo khổ mà gặp Phật Pháp, Pháp như là gặp của báo vậy đó Họ mà tiếp nhận rồi Thì cứu vệ mạng của họ Quý vị phát, phát tâm như vậy đó Chứ không phải rằng là đoạn này mà nói lên là quý vị Phan duyên quý vị đi tùm lum tùm la Mà không quay về lo tu mình không phải Mình phải lo tu cho tốt Nhưng mà đủ nhân viên gặp người là hết lòng giúp đỡ Còn đối với dòng họ thăng bằng quyến thuộc Thì quý vị dù là ở phương xa Quý vị đặt máy nghe Pháp Quý vị tặng cho mỗi một gia đình một chiếc máy nghe Pháp Hoặc là ngay ngày đám dỗ đám cưới Đầy tháng thôi nôi Hoặc là gia đình của mình có tiệc tùng gì Quý vị đặt máy nghe Pháp tặng cho chòm sớm lắng điền Đây là cơ hội Cơ hội cầm cái micro lên có vài câu phát biểu nói vài câu lên gia đình gặp phật pháp vui như vậy nên hôm nay chờm sớm láng điền dòng họ đến Tôi xin phát tâm tặng cho mọi người một chiếc máy nghe Pháp. Nếu quý vị mà có thể nghe và niệm Phật thì lợi ích lớn vô cùng. Đây là nắm bắt cơ hội để độ chúng sanh. Nhớ, phải tâm lượng lớn như vậy đó. Phải, phải nhớ đó. Xem ba cõi như tù ngục, nhìn sống chết tợ quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người phát tâm như vậy. Gọi là tiểu. Đây là hướng đến cái tâm nhỏ bé. Hàng tiểu thừa chỉ muốn độ mình không muốn độ người Nó từ nơi đó phát tâm như vậy gọi là thiểu nên chúng ta là người niệm phật tâm lượng mình rộng lớn phải nhớ đấy nên hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị ai với đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tình độ